vào lúc 22 giờ ngày 29 tháng 7 năm 2023, qua tổ chức mật phục tại khu vực đường mòn phía sau kho của doanh nghiệp tư nhân Phú Lợi thuộc thôn cửa khẩu xã Gia Tom huyện Đức Cơ, đồn biên phòng cửa khẩu quốc Thế Lệ Thanh đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Đỗ Xuân Đức sinh năm 2005, hộ khẩu thường trú tại thôn Mọc Trang xã Gia Tom huyện Đức Cơ. Đức bị bắt giữ khi đang gùi một bao tải màu đen bên trong có chứa 19 hộp giấy, trong đó 18 hộp có cùng kích thước. 16,5 x 16,5 x 12 cm và một hộp giấy có kích thước 17 x 17 x 10 cm. Bên ngoài có dán giấy màu có hình ảnh, màu sắc khác nhau và các ký tự nước ngoài nghi là pháo, tổng trọng lượng 30 kg. Qua đấu tranh khai thác, Đỗ Xuân Đức khai nhận được Lê Khắc Anh, sinh năm 1976, hộ khẩu thường trú tại thôn Mộc Đen 2, xã Gia Tom, huyện Đức Cơ, thuê vận chuyển số pháo nói trên với tiền công là 100.000 đồng. Đây là lần thứ 3 Đức vận chuyển thuê cho Lê Khắc Anh, lần một gùi 3 can thuốc bảo vệ thực vật lần 2 gùi 5 can thuốc bảo vệ thực vật, lần 3 gùi pháo thì bị bắt. Thời gian gùi lần 1 và lần 2 cách đây gần 7 ngày. Phối hợp với lực lượng công an kiểm tra hành chính nơi ở của đối tượng Lê Khắc Anh tại thôn Mọc Đen 2, xã Gia Tom, huyện Đức Cơ, lực lượng chức năng phát hiện 34 can nhựa chứa thuốc cỏ loại 4,5 lít và một can 153 lít. Đối tượng Lê Khắc Anh đã rời khỏi nhà, gia đình không liên lạc được. Đội biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đã tiến hành lập biên bản phạm tội quả tang, niêm phong tăng vật tài liệu thông báo viện kiểm sát nhân dân và công an huyện đức cơ đến hiện trường để tiếp nhận vụ việc điều tra xử lý theo thẩm quyền